Nhưng mà con hẹ hẹ cái mà lá hẹ. Lá hẹ là nó rất tốt để cho người ăn tốt. Nhưng mà lá hẹ này á là có những người không ăn được, đó là những người nóng trong người. Đó, người có bệnh về mắt. Đó, đó người yếu dạ dày. Tiêu hóa, nôn mửa, chướng bụng, ăn không tiêu, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô miệng. Đó là những người không ăn được lá hẹ bà con ơi. Bà con ơi, những người không ăn được lá hẹ là những người bị nóng trong người, những người bị về mắt, những người bị yếu già hay dày, tiêu hóa, nôn mửa, chướng bụng, ăn không tiêu, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô miệng là những người không ăn được hẹ, những người không ăn được lá hẹ. Còn là nó tốt cho bệnh hô hấp, đường ruột, kháng sinh, giảm huyết áp, cholesterol, chống vi khuẩn, chống tay nấm, đường ruột, hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa được ung thư. Đó, hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa được ung thư, nó tốt cho da, xương chắc khỏe, ngăn ngừa được đông máu, ngăn ngừa được mụn, dị mộng, tinh, đau lưng, tốt cho thận, cầm máu. Wow, tốt quá. Còn nữa, tiêu đờm ăn 1 tuần 2 lần, mỗi lần ăn không quá 150 gram la hẹ. Đó vậy nha bà con, nhớ là la hẹ những người này không được ăn, là không được ăn đó người bị nóng trong người, bệnh về mắt, người yếu dạ dày, tiêu hóa, nôn mửa, chướng bụng, ăn không tiêu, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, khô miệng. Đó là không ăn la hẹ nha bà con. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi.